Các anh em chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Thì tiếp theo video hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em tham quan khu du lịch lịch sử của Củ Chi, đó là địa đạo Củ Chi. Đây là một cái địa đạo nổi tiếng của Củ Chi. Thì sau lưng mình đây là khẩu súng mà mình cũng thật sự cũng không biết là khẩu súng gì đây. Thì mình hôm nay lần này là cũng lần đầu tiên mình được đi đến đây trong cái chuỗi hành trình khám phá của mình. Thì mình đến đây để chủ yếu review cho anh em xem. Chắc cũng có nhiều anh em cũng biết đến khu địa đạo rồi nhé. Đây mình sẽ review cho anh em thấy nha. Đây các bạn thấy không? Có một chiếc chiến đấu cơ. Có chiếc trực thăng nhỏ nữa. Đây các chú bộ đội đang tu sửa cửa chiến đấu này. Còn rửa mặt bên đây nữa không? Đây là phần bên ngoài của khu di tích lịch sử. Còn đây là một chiếc trực thăng. Còn đây là một chiếc xe tăng nha các bạn.
đây là cổng vào. Đây là cổng vào địa đạo. Từ trời chút không? Thật chẳng sai khi nói rằng khu di tích lịch sử địa đạo Phú Chi chính là trường hợp lịch sử đầy ấn tượng để những bài học kỹ hơn về lịch sử, để rồi cảm nhận sâu sắc ý chí kiên cường của quân dân các những khẩu súng. Đây là đường vào địa đạo nha các bạn. Rung. Đây là mấy chú bộ đội, cô bộ đội. Này chúng ta đi tới đây thì đi đâu cũng có người chỉ dẫn hết nha. Đây là đường mòn trong rừng ha. Anh em ai mà còn đi xuống đây thì nhớ alo mình nha. Mình sẽ dẫn anh em đi xuống đây. Đây là địa đạo của lính. Khói sẽ theo ống dẫn khói vào các ụ phía khói. Ụ này đầy sang ụ khác. Khi đến mặt đất thì khói nó chỉ là đài một màn sương mỏng thôi. Máy bay và đất trung bình trên đó khó phát hiện. Trong lòng đất đây là hầm đánh bơm có cấu trúc hình chữ A, có tác dụng là chống sụp lở quân có thể gần. Ở đây là hầm trong hố trong ha, được bố trí trong hệ thống địa đạo. Thông thường thì chúng tôi sẽ lót ván qua lại. Khi mà đối phương xuống địa đạo thì chúng tôi sẽ rút ván và ngụy trang đối phương sơ ý sẽ bị rơi vào hố trong. Còn đây là một trong những giếng nước để phục vụ sinh hoạt và ăn uống, bởi vì mọi mầm sống cũng như là giếng nước bên trên mặt đất địa bị quân đội Mỹ phá hủy. Và nhằm tiêu hao sinh lực đối phương thì chúng tôi còn bố trí những cái nắp bí mật hay gọi là nắp trầm, nắp bổng với tác dụng là ngăn nước và chắn động khi quân đội Mỹ bơm xuống hệ thống địa đạo. Còn đây là lỗ thông hơi để đưa không khí lên xuống địa đạo. Bên cạnh đó trong hệ thống địa đạo cũng có những cái đầu eo hẹp như thế này chỉ dành cho tư thế người Việt nhỏ gọn qua được, cũng là Mỹ cao to thì không qua được. Tùy theo địa hình và giá đất thì địa đạo của một số nó có thể ra được sông Sài Gòn. Và bên giờ xin mời đoàn mình di chuyển mình tham quan địa đạo ha. Và trước khi tham quan thì cũng xin lưu ý với đoàn các bác nào có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên, hoặc trong đoàn anh chị em nào có độ tuổi có bị bệnh về tim mạch nè, huyết áp, hạ canxi, hen suyễn hoặc là sợ bóng tối á, thì chúng ta tham quan ở bên trên thôi, mình không nên chui vào địa đạo để đảm bảo an toàn sức khỏe. Bây giờ mời đoàn mình đi qua lắng nghe để tham quan. Đi nghe nè.
không bị tăng yên. Đây thôi. Dạ, hả được coi cái kìa chỉ biết nghe rồi cái gì như vậy có là đâu có tây ninh à, đi tham quan có người dẫn đường nghe anh em. Dạ. Cô chú ơi, lên đây thôi, cô chú ơi qua đây đi chuẩn bị xuống nè. Anh ơi, em không có được xuống dưới đó anh ơi. Ê, bây giờ tới đây các anh chị ai đi hầm được thì xuống mình tham quan, còn ai không đi được thì mình đi bên trên ha. Dạ chị. Cái này là không chị, có bắt buộc. À. Chị đi tỉ không? Đi được cầu rồi đấy. Hầm mới nó cao có 1 mét thôi, khi tham quan là phải khom khom ngồi xuống. Lưu ý vấn đề sức khỏe là bị tim mạch, huyết áp và hen suyễn là không có đi được. Rồi rồi. Thử đi thử. Cầu ở là đi. Không thôi, em chỉ chuyện này em là của em. Đó, giờ ai đi hầm? Thứ tư. Dưới đó có điện không anh? Có chứ, có. Giờ là đi cho mình được đấy, không có đi gì. Tư à. Đi được. Đi có gì đâu. Không dám đi đâu. Điền kìa. Đi. Xuống đi còn câu á. Thôi đi mà. Ông đi thì chì mà đi ló em. Đây xuống hầm này. Đi đi chung với anh này. Điền kìa. Tao dữ lắm rồi. Đi xuống đi. Có đèn mà. Xuống đi. Sao đâu. Ê. Chỉ mày biết ló rồi. Ơi ơi, từ 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 ba ơi. Không 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 khá đâu. Xuống này. Vào đây. Đó, đường xuống hầm. Thế đâu là đấy. Đi đi mà, bây giờ. Từ từ thôi, từ từ. Thôi, không. Đợi đợi đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Chứ gì đứng lại. Đây á có cái giếng nước, chúng ta lên cứu từ rồi. Có cái giếng nước. Cái giếng nước ở dưới đạo để vô kích lấy nước rồi đang muốn sinh hoạt trong phòng trước. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục cái đường nào ở đây. Bật đèn lên cho sáng con. Đây là giếng nước này. Đi đạo dài dữ cơ. Đi đâu đó. Đó, đi lên đi lên đi lên. Chó chú bị đoàn thì biết thôi. Em bỏ luôn. Đó. Cái đường này giống như là cái đường nãy vậy hả? Bây giờ mình đi tiếp tục qua đây. Đấy, toàn bộ cái này là hệ thống này là tụi em đang. À được. Pháp lý thằng cầu đâu à? Sáu này đấy. Đi hôm nay là chuyện. Thì đâu, có thể nhìn lại mình thấy thông qua là cái phần này là cái lỗ thông hơi của hệ thống đi đạp để dẫn không khí lên xuống đường hầm ạ. Phía trên lỗ thông hơi được cái vị trang mình đắp trả làm giống như cái tổ mối. Thì lính Mỹ tới đây cứ nghĩ là tổ mối thôi chứ không biết được đây là lỗ thông hơi. Và dọc theo đạp cứ 10 đến 15 mét á thì tôi sẽ làm như thế này. Để có cái công ty cho mình hầm để những cái người có thể ở và sinh hoạt được hàng ngày. Cái này để đây là giờ làm tình rừng. Còn khi đó ta làm vào trong kia nhưng làm như không ai giữ kể. Thì giá không phải là tượng trưng chút, bữa này là cái thiệt. Tại giờ á là mình quét dọn cái đường đi sạch. Không biết rồi, thiệt nhưng mà chủ cách đây lắm được lắm rồi đây nè. Chứ không phải là tượng trưng. Không, thì, chú mới nói, không chú nói để nói, chú nói với có là chú lúc con này con. Chú chẳng lý vào đây là đấy. Còn đây là một số khách nước ngoài. Khách nước ngoài mình đi.
Nó còn xuống đó. Đó cái cửa đó là cái cửa xuống đi đại trước ha. Nhưng mà bây giờ thì cái này thôi mình chỗ đâu đó. Ở như cái cửa mà đồ mình nhìn thấy cái đoàn khách đang thử bên kia đó. Đó chỉ cần lên xuống thì nào. Trong chiến tranh dân số mình có cửa hầm như thế này thôi. Đúng rồi, cái đóng. Dạ, tuy thiết kế nhỏ cũng vừa phù hợp đi cái khi mà bây giờ có thể lên xuống được. Thế là chỗ nào bất ngờ nhất á thì người ta làm cái đó. Nhưng mà để làm cái miền này nhé. Nếu ở đây là một số người Tây rồi, người ta thử địa đạo này, thử hầm này đó. Ổ chiến đấu là du kích hoạt động bên trong này á, có thể quan sát xuống lòng đất. Cái lỗ này quan sát gọi là lỗ châu mai. Khi phát hiện địch tới gần, du kích sẽ đặt xuống ở đây và bắn hạ đối phương. Đó, là ổ chiến đấu. Và hoạt động bên trong này khoảng 3-5 người. In roof, you can see that the trappist can be all around here. Okay, yeah. We will prove it. We step on there. Come on here, then. Yeah. Nói chung ta. So in the bottom of the trap, you can see that we have a lot of the bamboo spike with a separate top, right? So the trap is can be around 2 meter or 3 meter deep. So we can imagine that one people when they're traveling down here. Okay. Can the mark would work faster? Yeah. Maar dan zie je weer al de volgende psychologische stap. Als je daarin kwam, was je niet direct, als je natuurlijk op een kwalijke plaats die binnen had, maar dat kan door je been gaan. En dan zie je daar als vriend je vriend daarin liggen. Nou, hoe je moet gereageerd hebben, kun je je voorstellen. Verschillende soorten traps, hè. En al op verschillende manieren dat ze gekwetst werden, hè? Of ja. Dus. Oké, dan gaan wij doorwandelen. Hele hand draaien, hè? Doorwandelen. Ik heb er nooit gehoord, hè? Trong này nó bằng tre ha, nghe bằng tre mình dốc nhỏ ha. Tí xíu là cuối tuần thấy một cái nhà trưng bày nó có bự, nó muốn đi càng nó sợ lọt cái nào, nó dò dẫm mình muốn làm chậm đi tí xíu, nhưng mà mình có thể giao được chuyện này. Đây rồi, anh có bơm cổ. Tiếp đi, đấy nhìn đúng cái mô hình các loại trong cái khu vực nhà trưng bày. Đây là những cái hố bom nghe nè. Nhưng mà em bị hố bom lại nên lúc đó than lại nước để ăn không. Đốt quả nghĩ như chất độc cái tám giờ đó. Ừ. Làm nó như này chất độc da cắn. Ừ, nói chuyện thế. Lúc đó đất cỏ mỹ hổ ngay bọn hổ dữ. Thấy không? Đấy, hôm nay chấp cảnh đi này. Đi gì nói chị trước thôi em đi lên đi. Thích mấy người em chắc chắn là phải hết. Rồi bây giờ khu vực tiếp theo tới đây thì đoàn chúng ta sẽ vào tham quan hầm quân y, hầm y tế. Rồi sau đó đó cũng mời cô chú và anh chị nếu đi hầm được nữa, cũng mời xuống đây đi theo một đoạn khoảng 5 mét. Từ đây mình sẽ lên hầm kế bên. Và đoạn hầm cũng giống tương tự cái đoạn vừa rồi đầu tiên mình chui á, không cơm người. Thì đoạn này mình đi khoảng 5 mét thôi. Không cầu lại ngồi nghỉ đi. Hảo thì ép chứ. Dạ không thì đi. Nếu mình không chui hầm có thể đi trên đây mình qua bên kia. Có thể. Rồi cầu đi đi. Cầu. Thôi đi đi thử coi. Ta đi đi. Ta đi con. Đây hầm y tế. Thì mời xuống rồi. Đây hầm y tế. Ta đi con đi 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 chui đi. Đây là hầm y tế nghe anh em. Đây là hầm y tế của các chú bộ đội đây.
À, giờ mời cô chú và các anh chị mình sẽ đi tiếp tục đi nghe để đi chú đi rồi đi không đi không đi câu làm hộp à câu đi ra đi câu đi chạy đi câu câu lấy lấy ném đi cô đi trước đi cho dễ 75 tuổi mà còn súng lắm đó đây đây cái cầu thang nó hơi liên tục đi video của mình đến đây thì tạm ngưng nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, mình sẽ tiếp tục đi review tiếp cho anh em thấy khu du lịch của di tích lịch sử của địa đạo Cổ Chiên như thế nào nha.